Chào anh, phòng khám nha khoa bắp của chúng tôi là có một cái nguyên tắc là ship hình, không, nguyên tắc là ship hàng. Là mình ai tới trước thì vô trước, ai tới sau vô sau. Bây giờ làm phiền anh xuống dưới kia, thấy chỗ nào trống ngồi đi. Bệnh nhân số 1, Lý Cò. À, bệnh nhân thứ anh đây mời anh vô. Bệnh nhân kế tiếp, mời anh giấu đùi. Mời anh vô. Sao khám lại về anh? Alo, đang nhổ răng, xíu về. Nhớ nấu cháo nha. Ừ. Ghê ta. Này nhỏ đúng có giỏ thiệt. Không một tiếng kêu la. Hay. Mời anh. Còn con mình anh nè, khỏi dỗ. Vô. Ôi. Sống này vô thường quá. Mới chiều hôm qua mình còn thấy bạn, mà bây giờ bạn đã đi rồi. Cuộc đời này vui thôi đừng có vui quá. Dù gì người chết cũng không thể nào sống lại. Mình cầu mong cho ở thế giới bên kia bạn được sống lâu trăm tuổi. Mình xin phép thắp một nén hương để đưa tiễn linh cữu của bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Ôi, ông làm gì vậy? Thằng này nó chết rồi.
Ông ở khu phố này mà không biết tình hình dân số gì hết vậy? Ủa sao nó chết vậy? Chết hôm qua là nó đi đám giỗ của là ba thằng bạn nó. Nhưng mà xong rồi bữa nay là tới đám giỗ nó luôn. Vui quá vui, nhậu thiệt là nhiều. Về tới đây xỉn nằm ở đây, động thổ chết luôn. Gì ghê vậy cha nội? Sáng mặt tao bây giờ tào lao không à. Biết là thừa thốt biết gì cột mà nghe. Nó không bậy bạ nghe tao cho chửi vô. Chứ không biết nó chết sao hả? Sao không biết? Ngày qua nó chạy xe đạp à, thì đây ở đây nè, hiểu chưa? Rồi cán cái đinh, nổ bánh xe lên, nó văng lên đâu có hai ba thước nè, máng vô cái cây sắt này nè, máng vô đọc đọc đau đớn nó la quá trời, cả con bố biết chưa mà không biết hết trơn. Rồi nó chết luôn hả? Nó la chưa, nó chết rồi nó rong cái nó mới gỡ được, nó trường lên nó gỡ ra được phải không? Rồi mới rớt xuống đây nè, rớt xuống đây nó chống đau quá, nó chống vô đây nè, chống nó tượt xuống cái đầu đập vô đây, lúc đó nó mới chết. Trời ơi, sao nó chết thê thảm vậy? Nó chết cái tay như vậy mà ông nói bậy bạ. Chứ là hiểu lầm rồi. Chứ ra đi để tôi thắp tay ngang nè, ông nói khổ ghê á. Xin lỗi bạn, mình đã hiểu lầm cái cách chết của bạn. Ông tập trung im lặng, tập trung để tôi cùng thắp nhang nữa nè. Thắp đi. Khổ ghê. Ủa cái gì vậy mấy ông hỏi? Bình tĩnh. Thằng này nó chết rồi. Nó đi xe đạp ngang đây nè, cán cây đinh, bể bánh xe văng 5 thước. Chỉ có 2-3 thước cho nội. 2-3 thước à? Nó 2-3 thước rớt dưới ngàn đào này nè. Đó, máu chảy từ lưa luôn. Chưa chết. Đúng. Xuống đây ha, cái nó mới chống tay vô tường, đập đầu chết, lúc đó mới chết á. Mấy ông nội tung vô xe đạp, đổ bánh xe mà lên gì 2-3 thước. Không có đâu, không biết. Ngày qua đó, nó đi xe máy á, nó qua cái cua kìa. Gặp xe hơi, nó đâm đầu vô xe hơi, nó mất đầu xe hơi, nó bay lên qua khỏi dây điện. Rớt xuống dây điện nó đen thui vừa chết rớt xuống đất nó mới chết. Trời ơi, cái chết thê thảm vậy hả? Vậy là nó chết theo cách của bà chứ là không phải là cách của ông này hả? Thôi thắp nhang đi, chứ chết cách nào cũng chết mà. Thôi thắp nhang đi. Mấy người làm gì vậy? Thắp nhang. Thằng này nó chết thảm lắm, đi ngay cua nè, xong rồi xe hơi quẹo qua không thấy, đụng nó văng lên rớt xuống dưới sợi điện. Điện giật đen thui, chưa chết luôn. Rớt xuống này, chống tay vô tường, đó, trượt, đập đầu vô, chết. Lúc đó mới chết á. Ê, gì vậy? Ông làm gì vậy? Ta thắp ngang gì sao, cũng hàng xóm cái gì mà ông làm gì vậy? Tình người. Tôi nói mấy người nghe nè, hôm qua tôi đứng trên lầu á, tôi thấy nó đeo tay phone, nó đi giữa đường á. Ở đâu từ trên kia, một chiếc máy bay Boeing 747 nha, nó bay xuống, bóp kèn, in nổi luôn, không chịu nghe. Rồi máy bay nó buộc, nó phải đáp xuống. Nó bay một cái dìu, bung cái bánh ra, đập vô đầu này. Chết chắc. Chưa chết. Rồi mấy ba người đáp xuống, đập vô đầu nó thêm cái nữa. Nó chết đúng không? Chưa chết. Rồi xong rồi cái nó đi loạn trận. Cái tôi thấy nó vô đây nè. Cái nó dựa vô tường nha. Cái nó ngồi xuống, cái đầu nó đập vô tường cái nữa. Chưa chết. Một con gùi bay ngang, veo. Gãy cổ chết. Cái gì ghê vậy? Chết thê thảm vậy. Đó. Vậy sao mà máy bay đập máy bay đè mà nó không chết mà con rùi bay ngang cái là nó chết. Ừ, nhìn ghê. Ơi, sống này chết ma, con người sống có số chứ có số đâu ông ơi. Thắp lên mấy nhang đi. Cái số này số rùi đè chết nè. Thiệt. Trời ơi, nó chết theo cách thứ tư rồi. Thắp nhang đi. Thắp cho nó cái nhang cho nó an nghỉ đi, nghe không? Thôi. Con lạy mấy con hồn sống. Con đang ngủ mệt ám con hoài vậy. Ủa gì chưa chết hả? Tôi nhậu say gì rồi vợ nó đuổi xong cho tôi ngủ, tôi nghe đây tôi ngủ không được ê. Mũi tôi thắp nhang. Thôi. Vậy chưa chết là may mắn. Chết là. Tôi mà chết tôi lội bốn người đi theo. Thôi ngủ đi. Nội cái cha nội kỳ á. Thay đồ cái thứ ăn nó không tụm năm tụm bảy. Nhiều chuyện. Ngủ cũng không yên à. Ủa anh có bị sao không vậy? Nó lụm cho anh.
lụm lên chứ gì nữa. Tôi có cái điện thoại là X của tôi không? Đợt mới rồi. Nó gần 50 mấy triệu của tôi, cô biết không? Trời ơi, cô giết chết tôi. Nè. Cô biết tôi là cái gì không? Cái bóp đó là hiểu sao? Ra đạt của tôi, cô hiểu chưa? Trời ơi, nó có chạy chuyện một cái á. Đó là vợ tôi mua chợ, tôi chợ tôi, cô hiểu không? Trời ơi, vợ tôi nó giận giết tôi chết, tôi hiểu chưa? Đây. Cô làm gì? Cô định lấy cái nón tôi đúng không? Không. Em lấy cái nón em dở lên. Trời, cô biết cái nón này là cái nón quý không? Nó là của đội Manchester United, cô hiểu chưa? Tôi ship từ ở nước Anh về. Trên này là quý nhất của chỗ là nó có chữ ký của đầu vết ba, cô hiểu chưa? Trời, cô làm nó chạy một cái, nó mất cái đó một cái là từ dưới tôi chết, cô hiểu chưa? Trời ơi. Rồi, tôi biết rồi, đây, đỡ lên. Tôi gặp cái gì không vậy trời? Cô tướng cô như con nhái vậy. Cô đỡ tôi lên, cô lỡ như mà cô trượt cái tay một cái tôi té xuống. Cô biết không? Đầu tiên cái này là cái gì? Cái quần hiệu si cày của tôi. Hiểu si cày, cô hiểu chưa? Nó trả cho tôi là không như là bây giờ chắc cô hiểu chưa? Rồi sau đó tôi biết cái áo rồi, áo Louis Vuitton, cô hiểu chưa? Trời ơi, nó chạy một cái là tôi chết, cô hiểu chưa? Vừa kể cái gì vậy, cô biết gì vậy, cô nhìn đi vậy tôi đi, cô vậy hiểu Zara, cô hiểu chưa? Lỡ nó chạy một cái làm sao? Trời ơi, thà tôi biết chết tôi, cô đừng có làm như vậy, cô hiểu chưa? Trời ơi, vậy là giờ không cần đỡ lên đúng không? Không, cô đỡ xuống đi nha. Nghĩa là tôi nói là chó liền da, gà liền xương. À, tôi xuống cái hát tôi liền lại, tôi sẽ tự động, tôi đúng rồi, tôi tự xuống xếp, được chưa? Thôi vậy thôi, tôi đi nha, tôi đi, không giúp anh nữa đâu. Đi. Trời ơi, sớm nay chạy đồ hết rồi. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Mày làm gì? Giờ chú ý nè. Anh cướp. Nè. Gì nữa đây? Nói về sẽ cẩn thận. Sao đồ cái gì vậy? Cái bà là muốn có phải nha. Được không? Hy vọng nó xài đồ cẩn thận. Chạy xe hơi kiểu gì mày? Em xuống. Chạy xe kiểu gì hả? Chạy thấy xe tao không hả? Mày thấy gì? Không thấy sao chạy? Mày điên hả? Chạy xe đó trơn kìa. Chạy cái gì? Nó xe tao nói thôi chứ mày điên hả? Nó... Ủa? Nghi? Sao em ngồi xe của mày? Ai đây? Nó sợ của em. Anh họ của em. Đây là anh họ của em. Anh họ hả? Có con em ăn họ đó luôn hả? Anh nói vậy hả? Em muốn mình anh nè. Ủa, mình nói gì con thường tôi bỏ cho ai? Ủa, anh nghĩ tôi thiệt với anh đó hả? Anh nghĩ sao anh bằng ảnh vậy? Ảnh ai vừa giàu vừa chịu chơi. Anh làm gì bằng ảnh? Em quen nó chứ gì nó chịu chơi đâu hả? Mày tới mày chơi với tao. Trời anh, ảnh lấy 500 nghìn mọi lúc kìa anh. Đù, nó dám lấy tờ 100 đô nó đốt thuốc luôn. Chơi sao lại nó đi trời. Trời ơi, anh hay quá à. Anh hay quá, sức quá à. Ây da, trời ơi, cáo hiệu của tôi. Tôi tưởng là nó mới mua năm 2018. Tưởng là nó chắc lắm, anh là xé cái rách. Anh xé áo kìa. Anh làm gì đây? Nói vậy, làm đi. Sao? Áo mày áo hiệu gì? Scoop hả? LV nè mày, gấp mấy lần áo mày đó. Trời ơi, anh hay quá à. Trời ơi, anh lịch lãm quá à. Giờ mày sao? Có gì chơi tao không? Mẹ mày, đã tới ngày rồi nè. Trời ơi, cái đồng hồ mới mua, tưởng cái mặt đồng hồ nó cứng. Ai ngờ cái mặt đường cứng hơn. Trời ơi, tôi bị ảo tưởng quá. Sao? Mày sao? Trời. Anh. Không được, cái đồng hồ tới mười mấy ngàn nữa em. Anh lỡ chơi, anh là dám chơi mà. Dám không? Dạ, anh dạo mà. Cái này cũng bao nhiêu?
chơi. Mười mấy ngàn lần sao cái đồng hồ nó bằng cái đồng hồ của anh được. Em nói mày đi chơi chứ mà hả tới mày chi. Lẹ đi ấy. Không mất mặt em giờ. Lẹ. Trời ơi, anh đi á. Trời ơi, quá anh giỏi á. Mày có gì mà chơi tao. Cái đồng hồ có triệu mấy à. Cái đồng hồ có mười mấy ngàn á. Mày có gì mà chơi tao không? Nhìn cho kỹ nha. Cho cái điện thoại. Cái mặt điện thoại cho tụi nó cứng. Ai ngờ mặt đường nó cứng hơn cái mặt điện thoại luôn. Trời ơi tao bị ảo tưởng quá. Tao bị ảo tưởng sức mạnh quá. Sao? Còn mày chơi nữa không? Tính thì sao? Tính thì sao? Anh có cái iPhone X mới mua mà. Cái điện thoại anh 50+ triệu luôn em. Không, nhưng mà đâu có sao đâu. Mày mua 10 ngàn mà dám chơi mình. 50+ triệu dám chơi hả? Mày muốn anh mua lại. Mà không có sao mà anh giàu mày mốt anh mua lại mà. Đập mà. Dám đập. Lẹ đi, để đây đây đây, để em đập cho. Cái gì vậy? Anh mua chứ. Trời ơi. 50+ triệu của anh đó. Anh không thể được. Trời ơi, tôi tưởng là cái đầu xe nó cứng. Ai ngờ cái cục đèn nó còn cứng hơn nữa. Ảo tưởng, ảo tưởng. Chấm chơi không? Hả? Anh, lấy xe bán vô kìa. Anh lấy xe bán vô. Lấy xe đi anh. Nè nè, chị có xe nè. Lấy em khùng hả? Cái xe nó có 10+ triệu à. Xe anh mấy trăm triệu rồi. Gì? Anh chửi anh khùng. Chửi mày á. Anh chửi anh khùng. Anh chửi anh khùng. Mày điên quá, mày đi theo nó đi. Em kia, cho mày luôn á. Đang nói em luôn đi. Không điên. Đi. Anh muốn xuống. Anh chở tôi tới đây rồi hả? Bỏ con giữa chợ vậy hả? Anh nè, bây giờ cho em biết là ai mới là dân chơi, ai mới là dân chịu chơi hả? Trời ơi, anh giỏi thiệt luôn á. Em hâm mộ anh quá à. Chứ sao? Anh cho em xin lỗi nha. Yeah. Ủa, điện thoại em rang kìa. Ủa đâu có đâu. Ủa điện thoại em rang hả? Không, không có. Ủa. Trời ơi, đập vậy cũng chưa hư nữa thiệt. Đúng là hàng xịn có khác. Trời ơi, giỏi. Mà hình nó nét hết trời, không biết cái gì chứ ai gọi nè. Alo, ai vậy? Thằng chó. Ba mày nè. Trả điện thoại cho xe cho tao. Ai giờ đi tù. Gì vậy anh? Gì vậy? Ai gọi cho anh vậy? Không có gì. Thank you.
Cô nói gì mà nói được hả? Hả? Cô nghe được hả? Sao mà không được? Cái gì cô ở nhà cô trang điểm còn cô thì đi làm cực khổ mang tiền vợ cô rồi cô bắt tôi làm việc nhà nữa là sao? Nè, nim đi. Rồi bây giờ ra ngoài đường người ta nói là xấu thiếp thì khổ ai? Khổ ai hả? Khổ tôi hả? Bây giờ anh có đi làm việc nhà không hả? Nè cô làm cái gì cứ đẩy hoài vậy? Giờ tôi không làm việc nhà. Cái gì? Mới nói cái gì hả? Không nè. Làm việc nhà hả? Từ nãy giờ tôi nhịn dữ lắm rồi nha. Cô làm cô bỏ cái tay ra khỏi cái lỗ tai được chưa? Dù tôi thích đó thì sao? Cô bỏ ra chưa? Tôi không bỏ đó. Bỏ chưa? Không. Được rồi. Chuyện nhà từ nay để anh làm. Thôi. Được rồi, thằng rể nó chịu xuống làm rồi đó. Mấy đó làm gì vậy? Phòng ngủ của người ta kéo cả lũ vô đây là sao? Tay cầm hung khí nữa. Gia đình mình là gia đình gia giáo, đúng không? Làm như vậy người ta nhìn vô mà còn gì là thuần phong mỹ tục. Tất cả bỏ hung khí xuống. Chừng nào mà hàng rể nó chống á thì cầm hung khí lên tiếp. Đi xuống. Như vậy có được không? Ngoan, em thương. Suy nghĩ kịp thời, không có là chết thằng nhỏ dưới ghe rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Ơi.
Đi, đi vô nhà. Cái ly ly Cuba. Giờ con uống được không? À được chứ. À, nhu ủ cuộc sống của con nó lúc nào cũng vậy con. Nó cũng căng căng thẳng thẳng vậy đó. Bình thường. Con thì là con buồn cái nhà này lắm rồi. À, nhìn cũng buồn thiệt. Nhu, ba biết cuộc sống bây giờ nó khó khăn, kinh tế càng ngày nó càng khó khăn. Nói chung là gia đình cũng khó khăn. Nhưng mà thì khi đi lên cơ quan thì sếp chửi mắng. Đó thì cuộc sống nó phải khổ như vậy rồi đó ba. À. Nhưng mà bây giờ con bước chân vô cái nhà này, vợ con nó còn cằn nhằn con nữa, thì làm sao mà con chịu nổi? Ba biết mà, cuộc sống mà khi mình yêu nhau thì lúc nào cũng là màu hồng hết con. Mà khi lấy nhau về nó màu xám xám một xíu. Mà xám. Con công nhận không, đôi khi cuộc sống mà cái màu không đâu đẹp, nó phải pha hoa điểm vô thì nó mới đẹp con, đúng không? Thì đồng ý là nó pha thì pha vừa phải thôi. À. Pha kỹ gì mà pha xám xịt luôn, làm sao mà chấp nhận được. À, thì cũng phải. Con là con chiều con gái ba đó. Con gái ba tên Bông. Ừ. Con ra đường là muốn con mặc áo bông, là lúc nào con cũng mặc áo bông. Vậy con muốn gì nữa? Cũng vậy luôn, ghê vậy đó hả? Bước về căng nhăn căng nhăn. Tình yêu mà con phải biết dung dưỡng, thấy không? Thì nó có hạnh phúc được. À, giống như ba nè, gia đình bây giờ chưa bao giờ lớn tiếng bây giờ cả. Bởi sao? Do tay ba hết. Ba dung dưỡng, ba dung hòa lại hết con à. Thì nó mới hạnh phúc được, con hiểu không? Ý ba là sao? Là như vậy. À, hồi nãy ba vô nhà, ba thấy Bông nó đón ba. Trên tay nó có vết bầm. Ý ba là sao? À, không, ý ba là khi ba vô trong nhà nữa, ba thấy nhà cửa sập xệ, rồi có những cái mảnh vỡ, đổ vỡ này đó đó. Không được chu tất lắm. Là cái ý của ba là muốn nói gì? Là như vậy, ý là nói ba nói trong cuộc sống, nhiều cặp gia đình đó, cãi nhau tối ngày sáng đêm mà, vậy mà sống là hạnh phúc. Hạnh phúc tới cuối đời luôn. Nhưng mà có những cặp gia đình không cãi nhau bao giờ, êm ấm thật. Cãi một cái coi như là ly dị chia tay luôn. Đó, đôi con là hạnh phúc đó. Mình cãi nhau, thương nhau lắm, cắn nhau đau, con hiểu không? Là sao ý ba muốn nói gì, ba nói thẳng đi. Ý ba là con đừng có bạo hành vợ con. Con gái của ba, ba biết từ nhỏ giờ ba nuôi nó lớn lên, cưng chiều nó hơi nhiều. Đó, nhưng mà đôi khi nó hơi bướng bỉnh chút xíu. Đó. Nhưng mà mình cũng đàn ông mà con phải mạnh ha. Là ý ba là ba nói là con đánh con gái ba hả? Đó là vậy đó. Không có đâu ba. Con gái ba đánh con. Là nè, sao? Ba không tin ba nhìn đi. Nó quýnh mày. Ủa rồi con cái mấy cái ổ khóa trong gia đình là. Mấy cái ổ khóa đó là nó dí con tới đường cùng, là con chui vô toilet con trốn, mà nó không cho con trốn, nó cài ổ khóa nó vô, nó kiếm nó đánh đẹp bằng được luôn. Một ngày là đánh ba cử sáng trưa chiều, có khi là tối là khuyên mãi là đánh tới sáng luôn. Ghê vậy đó hả? Bởi vậy bây giờ con chỉ có một nguyện ước trong căn nhà này thôi. Gì vậy? Là con muốn là bây giờ là ba hãy trả cho con về với ba má của con đi. Bậy con, trời ơi, thuyền theo lái gái theo chồng mà con. Con sợ lắm ba ơi. Ê, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Cứu con đi ba. Đừng ôm ba. Sao vậy, ba phải chia sẻ. Đau, đau, đau. Ba sao vậy? Nhìn nè con ơi. Ba bị sao vậy? Thuyền theo lái gái theo chồng đó con. Vậy là ba cũng... Đau.